thuộc châu Á, Trung Á. Wow. Samba, music play. Chúng ta bắt đầu với đường này. Samba. Wow. Samba số 50. Hãy like và thả tim cho chúng tôi để trực tiếp livestream và tham quan mở rộng. Đến từ Đài Loan. Như các nhân cặp nhảy under 21 dưới 21 tuổi đang rất quyết tâm cống hiến cho khán giả những màn trình diễn tuyệt vời, thể hiện mình là cặp nhảy tốt nhất ngày hôm nay. Trên màn hình của chúng ta là Vlad Alexandra, đến từ trọng tài đến từ Romania. Bên cạnh cô là trọng tài Tan đến từ Malaysia. Sau đây Khánh Thi sẽ tiếp tục công việc của tôi, đấy là bình luận để cho livestream giải Thăng Long ngày hôm nay. Xin chào Khánh Thi. Xin chào Khánh Thi vừa mới kết thúc công việc chấm của mình, nhưng mà rất là vui khi mà bây giờ chuẩn bị đến giải WBSF Open Latin, được gọi là giải vô địch thế giới mở rộng, thì của Liên đoàn Thế giới lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam. Đây chuẩn bị đến vòng chung kết thì rất là vui khi mà chúng có danh 45 là Nguyễn Đoàn Minh Trường và Nguyễn Trọng Nhã Uyên là đại diện duy nhất của Việt Nam được lọt vào vòng chung kết cùng với các nước như là Lithuania, Tây Ban Nha, Italia, Đài Loan. Và ngay bây giờ thì chúng ta tiếp tục quay trở lại với Zumba hạng dưới 21 tuổi Music Latin. With the couple number 6 from Kazakhstan, 24 from Chinese Taipei, 27 from Chinese Taipei, 21 tuổi, WDSF Open Latin và Standard, hoặc là 61 from Latin Vietnam và Standard của WDSF thì đều phải là những trọng tài quốc tế. The next dance, Peso Doble, vận động viên Nguyễn Thục Điền. Thank you.
đây là điệu nhảy thứ tư của họ, điệu nhảy paso doble đến từ xứ sở Tây Ban Nha. Cần những động tác dứt khoát, mạnh và chắc, thể hiện ở những khung hình đấu nhau. Hoàng Quang Anh vừa thực hiện động tác chém trong điệu paso rất là đặc trưng. Đây là cặp số danh 27 đến từ Đài Loan. So much for your performance. And now we go to the last dance. The joy. Chúng ta có thể thấy là các trọng tài quốc tế chấm thi cũng rất là căng thẳng. Và để phân biệt giữa trọng tài quốc tế và trọng tài trong nước thì nam giới có cà vạt màu xám nhạt, nữ cũng có khăn màu xám nhạt. Chúng ta sẽ quay trở lại điểm trai là điểm cuối cùng trong năm điểm đã giành, là một điều nhảy rất vui nhưng mà cần sức mật của cả một cặp đôi. Quay bằng một chân. Số 61 vẫn còn rất sung sức. Thank you so much. Rồi là kết thúc phần thi dưới 21 tuổi. Congratulations Latin. For the performance. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với phần thi của WDSF Open Latin. To the event. Đặc biệt ở nội dung này chỉ có duy nhất Latin. Một cặp.